Mệt thiệt chứ. Ra đường nắng nôi muốn khùng luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Kẹt xe nữa. Anh. Gì anh, em? Anh dọn dẹp giùm em cái phòng khách đi. Rồi bây giờ em xuống dưới bếp em nấu cơm để kịp cơm nước này kia nha anh. Bởi đi làm về cũng nghỉ ngơi xíu đi cho khỏe em. Tí nữa ăn cơm xong á là em phải còn lo việc của công ty nữa. Thôi anh không làm thôi, em làm mệt ghê vậy. Anh là anh nghỉ cho em thôi, anh nói em là nghỉ ngơi đi chút làm. Có gì đâu mà tự nhiên em quạo với anh. Xích ra. Không, để từ từ rồi làm. Anh nghĩ sao vậy, em có thời gian đâu mà từ từ rồi làm. Nhờ làm chút chuyện cũng làm nữa, thiệt tình á. Bộ anh làm như em muốn, em bận rộn vậy lắm hay sao á. Rồi anh cũng biết, thông cảm với em. Tại vì dì Năm tự dì giúp việc nhà mình, trước giờ làm hết công việc trong nhà, tự nhiên giờ phải về quê lấy chồng. Mình phải chịu cho người ta về lấy chồng chứ sao mình ép người ta sống vậy hoài được em. Em cũng lên mạng rồi em tìm người giúp việc này nọ, nhưng mà em lại không tin tưởng. Định nhờ người quen ở dưới quê lên phụ giúp mình, nhưng mà sợ người quen dưới quê hay nhiều chuyện lắm. Em đi làm ở công ty nè, em về nhà làm nội trợ nè, rồi đưa đón con nè. Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi mà em cảm giác như chỉ có 24 phút. Để anh tính vậy nè, giờ anh sẽ chịu khó luôn. Sau này anh đi làm nhiều hơn, với lại lương anh đủ mà. Anh lo hết về cái kinh tế gia đình cho. Rồi sau này em cứ lui về, em ở nhà em làm nội trợ thôi, với lo cho con thôi được rồi. Đâu có được, em là một người phụ nữ năng động. Trời ơi, tự nhiên bắt em ở nhà làm nội trợ à? Anh không có ép em ở nhà luôn. Thí dụ em lui về em làm đỡ mấy năm thôi, rồi con mình nó lớn lên, rồi sau này là em khỏe rồi em quay đi lại em đi làm, hiểu không? Thôi bây giờ cứ như cũ đi anh, em vẫn đi làm. Rồi mỗi lần mà vợ chồng mình bận thì thôi gửi bên nhà nội. Công việc người ta ở ngoài đời thành công luôn, người ta vẫn lui về, người ta lo cho gia đình là chuyện bình thường. Rồi sau này đi làm lại. Nếu mà anh nói vậy thì thôi anh nghỉ làm đi, anh đừng có đi làm. Em là trụ cột gia đình cho. Rồi anh ở nhà anh làm nội trợ đi. Rồi cho anh thấy được ở nhà làm nội trợ là những công việc rất nhàm chán. Bắt em nghỉ làm rồi ngửa tay xin tiền anh, coi sao được. Em ăn nói gì mà nghe nặng nề, gì mà ngửa tay xin tiền. Mệt quá à. Anh nói đừng có suy nghĩ nữa. Có cái chuyện này thôi mà vợ chồng mình á, hôm nay anh thấy là cắn đắng nhau hoài, khó chịu lắm. Anh quyết định rồi, sắp tới là anh đi làm, em cứ lui về nhà, rồi ở nhà lo cho con. Con mình không thể nào mà cứ gửi bên nội gì hoài, hiểu không? Quyết định vậy đi, không nói nữa. Anh, em chưa lấy xong mà. Trời ơi, tự nhiên bắt người ta vợ nhà làm nội trợ. Sao tôi làm nội trợ được chứ? Đó là một tình huống có lẽ cũng rất là quen thuộc với nhiều người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của một vài khán giả. Xin mời ý kiến của các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Mời bạn. Tôi rất là đồng tình với cái bạn gái ở trên tình huống trên. Ngoài gia đình thì công việc rất là quan trọng. Nhất là người phụ nữ đã có một cái sự nghiệp nhất định rồi thì kêu phụ nữ phải lui về và ở trong bếp núc, thì tôi thấy điều đó là tôi không đồng tình. Thêm một ý kiến nữa đi ạ. Thì mình đồng ý với ý kiến của anh chồng. Khi mà người chồng đã có cái kinh tế vững vàng để mà chăm lo cho gia đình thì người vợ cũng nên là chịu khó hy sinh một chút ở nhà chăm sóc con cái. Còn có ý kiến nào nữa hay không ạ? Xin chào, tôi tên là Kim Trường, năm nay 34 tuổi. Thì tôi cũng rất là đồng tình ý kiến của chị khán giả thứ hai. Nếu là người chồng trong tình huống vừa rồi thì tôi cũng đồng ý là để cho vợ mình ở nhà để mà chăm lo việc gia đình. Bởi vì thứ nhất, bản thân tôi có thể lo được hoàn toàn kinh tế của gia đình. Thứ hai nữa là con thì còn nhỏ, mà trong khi đó tìm kiếm một cái người giúp việc rất là khó khăn. Cho nên tôi rất là muốn là người vợ mình chịu khó hy sinh thời gian ở nhà một thời gian để mà chăm lo cho gia đình thì cũng không có gì để gọi là quá đáng. Cảm ơn các khán giả, chúng ta vừa được lắng nghe những ý kiến cũng khác nhau. Hồi nãy là có một ý kiến của một vị khách mời ngồi sát bên Vân. Và chị Quỳnh Phượng nói rằng đâu có gì đâu buồn, ở nhà có người mang tiền về sướng muốn chết, gì đâu buồn. Rồi bây giờ chị phân tích cho em cái sự sung sướng đó nó như thế nào đi. Phượng nghĩ rằng đối với người phụ nữ thì cái mà sự nghiệp quan trọng nhất đó là gia đình và con cái của mình. Nếu như mình có thể dành toàn tâm toàn ý cho gia đình của mình, không cần phải lo lắng bất cứ những cái điều gì khác, đó là điều tuyệt vời nhất. Dạ, phải hỏi anh Thiên Vương nè, em không biết là cái việc sắp xếp mọi thứ trong gia đình nhà anh hiện nay là do ai đảm nhận ạ? Bà xã, anh làm việc bên ngoài thì bà xã anh đúng nghĩa là lui về. Bên cạnh đó thì bên bà xã anh vẫn ở nhà nhưng mà vẫn lo công việc về hợp đồng cho nhóm MTV này nọ. Mọi cái là từ trước giờ thì bà xã anh, hoặc là khi mà anh có thời gian rảnh anh về thì anh sẽ phụ giúp. Công việc nội trợ, một cái công việc mà các bạn khán giả nói là công việc không tên. Nó là đúng chứ không sai. Bởi vì nó làm hoài không hết. Và bên cạnh đó thì
Một người chồng thì cũng nên phụ giúp người phụ nữ trong gia đình. Chẳng hạn như những cái cử chỉ hoặc là những cái hành động rất là nhỏ thôi, nhưng mà cũng là một cái động lực cho một người phụ nữ bên cạnh mình sẽ cảm thấy là vui hơn. Dạ. Vâng ạ, đó là ý kiến của các khách mời. Bây giờ mình phải hỏi chị Phạm Thị Thúy, tại sao mà cái chuyện nội trợ chúng ta đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu chương trình rồi mà tới bây giờ vẫn còn có chuyện để nói? Thì đứng về khía cạnh tâm lý là nó tác động như thế nào đến tâm lý của người phụ nữ ạ, theo chị Thúy ạ? Quả thật là công việc nội trợ xưa nay là bị định kiến là một công việc mà không tên, rồi công việc không có lương, nên thành ra là cái người làm á, thì họ luôn luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti. Nhưng thực ra cái định kiến đó đến bây giờ, xã hội bây giờ thì nó rất là sai rồi. Vì chúng ta biết là công việc trong nhà, dạy con, chăm sóc gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình, thu vén mọi thứ trong gia đình, nó là một công việc vô cùng quan trọng. Người nội trợ ở nhà không phải chỉ là cái người dọn dẹp, nấu nướng như là một cái người giúp việc gia đình bình thường, mà còn là một người mẹ, còn là một người vợ, còn là người quán xuyến gia đình. Các nước là họ đã bắt đầu trả lương cho công việc nội trợ rồi, vì họ coi đó là một nghề, và một nghề này xứng đáng được vinh danh. Tất cả thành viên trong gia đình, vui hay buồn, khỏe hay yếu, rồi sự dạy dỗ của con cái, học hành của con cái, tính cách con cái cũng là do cái người phụ nữ mà lo toan trong nhà. Vì thế ví dụ như tôi biết là ở Nhật là họ đã yêu cầu là chồng phải nộp thuế để sau này vợ có lương hưu. Qua Nhật biệt, sống Phượng ơi, dạ. Qua Nhật sống. Và đúng là thậm chí là một số công ty ở Nhật họ còn chuyển lương của chồng cho vợ luôn, để người vợ có thể chủ động tài chính và không bỏ đi cái mặc cảm là phụ thuộc vào chồng.